mũ của binh lính xưa luôn có phần đỉnh nhọn công dụng rất thần kỳ. Trong lịch sử đã xảy ra vô số cuộc chiến tranh và nhiều loại vũ khí khác nhau cũng được ra đời. Khi các bạn xem những bộ phim nói về chiến tranh thời xưa, bạn hay bắt gặp các bộ giáp như này. Bạn có biết phần nhọn trên mũ này được dùng để làm gì không? Thực tế nó có nhiều công dụng rất là ảo ma mà bạn không thể ngờ. 1. Chức năng đầu tiên là vũ khí dự phòng. Chiến trường không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Ngày xưa, do trình độ sản xuất còn hạn chế nên thường xảy ra hiện tượng hư hỏng vũ khí. Tình huống như vậy trên chiến trường rõ ràng sẽ gây ra nhiều bất lợi và cần phải sử dụng vũ khí dự phòng vào lúc này. Phần nhọn trên mũ sắt là vũ khí dự phòng tốt nhất. Nếu đao kiếm bị hỏng đột ngột, binh lính có thể cởi mũ giáp ra và tấn công. Về cơ bản phần nhọn này không được sử dụng trong chiến đấu. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp và nguy hiểm tới sinh mạng, thì nó có thể trở thành chiếc phao cứu sinh, hữu dụng. 2. Vai trò thứ hai là bảo vệ. Thiết kế này không phải để ngăn mũi giáo mà trên thực tế, nó sinh ra là để ngăn chặn các loại vũ khí cùn như búa. Trên chiến trường cổ đại, có nhiều loại vũ khí được sử dụng. Thiết kế này nhằm làm giảm độ chính xác khi bị tấn công, khi búa đập vào đầu thì nó sẽ đập vào phần nhọn này trước, gây lệch hướng của búa. Từ đó bảo vệ phần đầu khỏi những lực tác động mạnh. 3. Thứ ba là dùng làm giá đỡ để nấu ăn. Thời xưa, các binh lính thường phải hành quân trong nhiều ngày khi đi chiến đấu. Nếu gặp phải tình huống không có dụng cụ nấu ăn hoặc hỏa đầu quân không theo kịp, binh lính có thể dùng mũ đội đầu làm nồi nấu ăn. Phần nhọn trên mũ có thể tháo xuống sử dụng như giá đỡ của chiếc nồi đặc biệt đó. 4. Thứ tư là dùng để tăng sự oai phong cho người mặc. Hiệu ứng này đặc biệt nổi bật trong các cuộc duyệt binh. Sự tồn tại của phần nhọn trên mũ và phần tua rua làm cho những người lính trông cao to hơn, vạm vỡ và mạnh mẽ hơn. Sau khi tìm ra tác dụng của bộ phận này, nhiều chuyên gia phải gật gù thừa nhận rằng trí tuệ của người xưa quả thực quá cao siêu. Đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất bạn nhé!